Xin chào các bạn. Hôm qua thì mình có làm một cái video mở hộp và trên tay nhanh chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 5 Plus. Và mình có nhận thấy là có rất nhiều bạn có quan tâm đến chiếc điện thoại này. Và hiện tại thì máy đang được bán tại Max Mobile với giá là chỉ khoảng 3,6 triệu thôi, với mức giá khá là hạt rẻ. Chính vì thế hôm nay mình sẽ làm một cái video để nêu ra những điểm sáng, những điểm nổi bật và đáng tiền nhất trên chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 5 Plus để xem là liệu chiếc máy này nó có phải là một chiếc máy mà sẽ gây bão tiếp theo của Xiaomi không nhá. Điểm đầu tiên thì theo mình là được nhiều anh em chúng ta quan tâm nhất và chú ý nhất, đó chính là điểm nhấn về mặt thiết kế. Về mặt thiết kế của máy thì nếu như anh em chỉ nhìn vào mặt lưng thì sẽ thấy là nó sẽ không có quá nhiều khác biệt so với những điện thoại trước đây của Xiaomi như là Xiaomi Redmi Note 3 Pro này hoặc là Xiaomi Redmi Note 1X. Tuy nhiên thì khi nhìn vào mặt trước thì đây mới là cái điểm ăn tiền và cái điểm sáng giá nhất của chiếc điện thoại này, khi mà nó được Xiaomi trang bị cho một cái màn hình là Full View với màn hình khá là mỏng và một tỷ lệ màn hình là 18:9. Đây là một tỷ lệ màn hình mới thường được áp dụng trên những chiếc điện thoại cao cấp, nhưng mà Xiaomi đã mang đến cho người dùng chúng ta một chiếc điện thoại chỉ nằm trong phân khúc giá rẻ thôi. Rất là tuyệt vời, thật không thể tin được. Hơn nữa thì mình cũng đánh giá rất cao về cái chất lượng hoàn thiện của Xiaomi Redmi 5 Plus này. Nếu như bạn nào có từng sử dụng qua chiếc LG G6 thì sẽ có thể thấy là LG G6 cũng có một thiết kế khá là tương tự, nhưng phần viền bo cong ở bốn góc của LG G6 thì làm khá là xấu và nó bị ăn lẹm vào phần bên trong, và nó không được bo cong mềm mại như là trên chiếc Xiaomi Redmi 5 Plus này. Hơn nữa là viền đen bên trong màn hình cũng rất mỏng, và có thể thấy là chất lượng hoàn thiện cả sản phẩm của Xiaomi có vẻ như là ngày càng tốt lên, và những trải nghiệm về xem phim này hoặc là mình chơi game trên màn hình này thì cực kỳ phê, cực kỳ là đã. Điều nổi bật tiếp theo là về phần hiệu năng. Xiaomi Redmi 5 Plus được trang bị con chip là Snapdragon 625 cùng với dung lượng RAM tùy chọn từ 3 cho đến 4GB, tương với bộ nhớ trong là 32 hoặc là 64GB. Các bạn nghe đến đây thì sẽ thấy khá quen, bởi vì đây chính là cấu hình của chiếc Xiaomi Redmi Note 4X đã từng làm mưa làm gió trong năm vừa qua của Xiaomi. Với con chip Snapdragon 625 thì hiệu năng đem lại của máy là khá tốt trong quá trình mình sử dụng. Kể cả là mình có chơi game thì máy vẫn đáp ứng rất tốt những tựa game như là Liên Quân Mobile này, iPhone 8 thì mình đều có thể chơi ở mức đồ họa là cao nhất, và máy vẫn không gặp bất cứ hiện tượng lag gì. Hơn nữa thì con chip Snapdragon 625 được tối ưu rất tốt, nên là hầu như trong quá trình mình dùng thì máy rất là ít khi nóng lên. Và có thể nói thì đây không phải là một cái hình quá cao, nhưng nó vẫn đáp ứng rất tốt những trải nghiệm trong tầm giá khoảng hơn 3,6 triệu của nó. Và điểm nổi bật thứ ba theo mình chính nằm ở thời lượng pin cực kỳ trâu bò của chiếc máy đem lại. Xiaomi Redmi 5 Plus thì được trang bị một viên pin rất khủng là 4000 mAh. Và nếu như là bạn nào đã từng dùng những chiếc máy của Xiaomi thì sẽ biết được là thời lượng pin của máy rất là trâu bò như thế nào. Thông thường thì với những tác vụ mình nghe gọi này, nhắn tin, lướt web hoặc là Facebook, xem phim thì mình hoàn toàn có thể dùng máy được trong vòng 2 ngày. Còn nếu như mình chơi game nhiều này, cài game liên tục thì máy vẫn đáp ứng dư sức một ngày, phải nói là thời lượng pin thì cực kỳ là trâu bò rồi. Và Xiaomi thì vẫn duy trì rất tốt những điểm mạnh trên dòng Redmi của mình. Và chung quy lại thì với tất cả những điểm nổi bật trên này, về thiết kế và màn hình Full View, tỷ lệ màn hình là 18:9, một cấu hình khá trong tầm giá và thời lượng pin rất là trâu, thì theo bạn là chiếc máy Redmi 5 Plus này có xứng đáng với tầm giá khoảng từ 3,6 triệu trở lên hay không? Và theo bạn thì Xiaomi Redmi 5 Plus có tiếp tục tạo nên được cơn bão, cơn sóng tiếp theo cho Xiaomi hay không? Hãy comment ý kiến của mình phía dưới phần comment nhé. Và link sản phẩm cũng như là giá bán thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye. Subscribe kênh YouTube của Mass Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhé. Và đừng quên tham gia vào group Mac Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mac Mobile nhé.